Ngày hôm nay, Kairon và Simi cùng với lại bé dâu sẽ cùng nhau đến với một thử thách siêu kinh dị, đó chính là thức uống kinh dị. Kinh dị là sao? Chưa hiểu hả? Để tôi giải thích cho. Dâu ơi, bây giờ dâu muốn ăn cái nào nè? Thôi, nhưng mà chưa được ăn đâu, tí nữa anh trộn mình sẽ cho cưng uống nha. Oh my god! Vậy sao lại cho nhau uống tào lao quá à? Luật chơi của chúng ta rất là đơn giản. Ở trên đây có rất là nhiều những cái đồ ăn khác nhau luôn. Và luật của chúng ta đó chính là sẽ phải bốc thăm. Và nếu mà bạn bốc thăm được cái lá bài nào, bạn sẽ phải trộn nó vào bên trong cái máy xoay này. Và trước khi video này thì các bạn đừng quên là hãy để lại cho channel của mình một nút like, share, subscribe. Và đừng quên là giúp cho video này của Kai đạt được 5 like. Và các bạn có 3 giây thực hiện điều này. 3, 2, 1. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video tên nào. Let's go. Các bạn đã quay trở lại đến với một cái thử thách gọi là siêu viral lên channel của tôi nha các bạn ơi. Hồi xưa giờ các bạn có thể thấy được là mình chưa bao giờ làm những cái thử thách nào mà liên quan tới gọi là những thức uống kinh dị nè, hoặc là thử thách, nói chung là tôi chỉ làm những cái thử thách ở bên trong game thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thử thách ở ngoài đời nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái thử thách, đó chính là thức uống kinh dị. Trên tay của Kai và Sim hiện tại là đang có một cái máy, gọi là cái máy xay đó các bạn ạ. Cái máy này là máy xay trái cây đó, xay nước ép nữa rồi đó. Các bạn có thể thấy được là cái máy của mình là màu đỏ, thì nó màu hồng. Nhưng mà mình đã gọi là cố ý mua một cái máy gọi là màu hồng và một cái máy màu xanh này mấy bạn ơi, để cho nó gọi là hợp phong thủy đó. Và ở trên bàn các bạn có thấy được là bây giờ chúng ta sẽ điểm danh coi là trên bàn có những cái thứ gì nha. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ có kẹo của YouTuber nổi tiếng, đó chính là Kho, bạn của MrBeast. Và thứ hai nữa chúng ta sẽ có sữa chua, chúng ta sẽ có bánh lăng, chúng ta sẽ có chuối, và sau đó chúng ta sẽ có trái cây. Trái cây tính ra được 3 miếng à. Ở đây là chúng ta có một cái gọi là ta hạt tổng hợp các bạn ơi. Và bên đây chúng ta sẽ có sô cô la của MrBeast. Yeah, yeah. Trời ơi, ghê không? Chúng ta ăn sô cô la luôn đó. Đặc biệt là có hai cái con mắt này nữa nè, ghê không? Ủa, xay con mắt vô chi vậy? Thì mình phải xay vậy cho nó hấp dẫn chứ. Bây giờ ở trên đây á, mình đang có một cái ly, đó chính là ly của Minecraft, ly của con Creeper các bạn ơi. Mình sẽ bốc thăm random và chúng ta lựa được cái món gì chúng ta phải bỏ nó vô nha. Ok. Ok các bạn ơi, và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái máy gọi là máy ép ra đó. Máy này gọi là máy xay các bạn ạ. À, chúng ta sẽ mở ra nha. Đó. Nếu mà chúng ta mở ra là nó được một cái ly giống vậy nè. Sau đó mình sẽ gọi là dặn nó ra nha. Cũng dặn ra cái này vậy. À đây đây. Đây, dặn trên đây. Đó. À, tính ra là thành cái ly luôn đó Sim. Đúng đó. Rồi. Cái này giống kiểu ly đựng nước đó mọi người. Đó, đấy. Chúng ta sẽ để cái ly bên đây nha. Bây giờ Kai với Sim á gọi là sẽ chơi một cái trò người ta hay gọi là người ta cái trò dân gian. Người ta đó người ta nói đó chính là quẩn tù xì. Quẩn tù xì. À, quẩn tù xì lấy bốc thăm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, quẩn tù xì nha. Rồi bây giờ nè, quẩn tù xì ra cái gì, ra cái này. Quẩn tù xì ra cái gì, ra cái này. Quẩn tù xì ra cái gì, ra cái này. À, tôi thua rồi. Ai bốc trước đúng không? Ủa tính ra ai bốc trước cũng giống nhau mà. Ừ, tôi bốc rồi. Mà để tôi bốc cho các bạn ông ơi. Bây giờ mình là người thắng nên là bây giờ mình sẽ bốc trước nha. Ở đây chính là cái ly Minecraft nha. Bây giờ mấy bạn thấy được ở trên đây có nhiều tờ lắm. Bây giờ mình sẽ không có nhìn nha, mình sẽ bốc đại đi. Bốc đại cái tờ này đi. Để xem coi nó là cái gì nha. Đó chính là... Gì vậy? Mochi. Mochi. Ồ là cái này hả? Đúng rồi. Ủa, mochi á nó hơi khô nha. Xin giới thiệu cho các bạn, đây chính là bánh mochi nha mấy bạn ơi. Đó, các bạn thấy được là bánh mochi nè. Cái bánh này là của Nhật Bản các bạn à. Bây giờ mình sẽ coi. Mở nó ra. Đó, bây giờ Kai sẽ mở nó ra nè. Đúng mềm luôn á. Ôi. Lỡ giọt nha từ. Ê, trời ơi, sao nhìn nó ngon như vậy? Đúng nan bánh luôn đây các bạn coi nè. Ui. Ê trời ơi, nhìn nó gọi là đúng mềm luôn các bạn ơi. Ê, nhìn cái muốn ăn thử luôn các bạn ơi. Sữa vậy mọi người. Hình như cái mochi này là mochi vị sữa đó. Bây giờ là mình sẽ gọi là lấy một cái ra. Oh my god. Nó trời ơi các bạn nhìn nè, nó ngon vãi luôn á. Bây giờ mình sẽ bỏ một cái vô đây nha. Rồi, okay. Mình đã bỏ thành công một cái bánh mochi vào bên trong cái hũ của mình. Xay đã xay gì nữa. À, Kai cũng hy vọng là nó sẽ xay ra cái vẫn ngon ngon ngay xíu ha. Tiếp theo là Sim đúng không? Rồi, tiếp theo là Simi. Trời ơi, trái cây. Wow. Quá là ngon. Trái cây à, bây giờ Sim muốn bỏ cái nào vô đây? Ở đây là chúng ta đang có ba cái loại trái cây, đó chính là mận, xoài này, với lại là trắng trắng người ta gọi là củ đậu. À, củ đậu đó. Củ sắn, đúng rồi, củ sắn bạn. Củ đậu mà. Mình thì rất thích củ đậu nhưng mình thích cái nào mềm mềm hơn nên mình sẽ chọn gọi là trái mận nha. Rồi, bây giờ là Sim sẽ chọn trái mận nha quý vị.
Rồi đó, bỏ trái mận vô. Đó, ok. Ok, rồi, ok. Bây giờ là sim đã xong rồi. Hai cái tờ này nó đã ra rồi các bạn ơi. Bây giờ là Kai bóc tiếp nha. Bây giờ Kai sẽ bóc tới cái tờ này, đó chính là bánh que. Sao của Kai ngọt ngào dữ vậy? Bánh que nha các bạn ơi. Ơi tính ra là cũng dễ, tại vì đây toàn đồ ngọt không các bạn ơi. Bánh que thì bây giờ ở đây là tôi đang có hai loại, đó chính là một là cái loại nho đỏ Việt Quốc với lại là vị dâu các bạn ơi. Các bạn nghĩ là mình nên ăn cái nào? Tôi thấy cái nào nó cũng hay là bây giờ Kai bỏ cả hai vô luôn. Bỏ cả hai luôn vậy? Được. Được, nhưng mà được. Thế thì bây giờ là mình sẽ cho một cái bánh que gọi là ra thì mình thấy cái này giống kiểu là bánh rồi các bạn. Cái này cũng làm bánh nha. Bánh que nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bánh que vào cho các bạn coi nha. Ui, trời ơi, rồi, gỡ gì rồi, mà báo dễ sợ chưa. Gỡ gì mà bụt về thế. Đây chính là cái hũ của mình. Bỏ vô một cái. Bỏ cho xi măng ké vậy. Ăn thử. Rồi, bỏ vô hai cái. Bỏ vô hai cái thôi. Tôi nghĩ là hai cái là vừa rồi. Thôi bánh que này thì mình để đây tiếp đi nha. Tại vì vẫn còn một cái mà các bạn ơi. Thôi ngọt quá à ơi. Ok, mình đã được hai món rồi, bây giờ là tới bạn Mèo Shimi. Rồi, tôi muốn cái gì đó bình thường xíu các bạn ơi. Bình thường á, chứ không phải bình dương á, cái nào bình dương? Hạt tổng hợp. Cái xương của tôi nó heo thì dữ vậy ta. Hạt tổng hợp là cái này nè các bạn ơi. Đấy. Ở bên trong đây là sẽ có hạt điều nè, rồi sau đó là sẽ có rất là nhiều những cái hạt mà người ta hay ăn heo thì đó. Của mình là nó có vẻ hơi khoa học nha mọi người, tức là trái cây với hạt tổng hợp. Ồ cũng hay đó chứ Kai. Của mình nó hơi bị khoa học đó mọi người. Nó không có tào lao như bên này đó. Ủa mức gì tào lao, tính là bên này bên của này tôi là bánh rồi. Bên này của tôi là bánh nhau nha. Tí nữa là có nước nữa các bạn ơi. Đấy, quan trọng là cái phần nước nữa. Tôi là cái gì, là hạt tổng hợp. Ý, đây. Rồi bây giờ xin bỏ hạt vô cho bạn coi nè. Oh my god. Đó, thấy chưa, nhìn rất là healthy luôn đó. Cả ốc chó nè, xoài nè, với lại là nho khô nè. Đấy. Ủa sao tôi bỏ hết vô luôn? Hả? Bỏ hết luôn đi. Hết hả? Đúng rồi. Thôi gì vậy, tôi còn ăn nữa. Đó, để gì cho nó healthy nha. Rồi, cái của Simi là trong nó xin như vậy nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất là tổng hợp nha các bạn, rất là trái cây nha. Trong nó là cũng không ngon lắm đâu. Mình nghĩ là cái của mình nó mới ngon đó, tại vì cái của mình là nó có kem rồi đó. Rồi, bây giờ là tới tôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Quá. Bà là Sibua. Sai dữ vậy? Cái tiếp theo của chúng ta đó chính là sữa chua. Trời ơi, đúng bánh ngọt luôn á. Ơi thấy tới cái đoạn này là thấy cũng hơi lo rồi nha. Nhưng mà Kai nghĩ là sữa chua chắc không sao đâu. Ở đây là mình đang có một cái hộp sữa chua ít đường nha các bạn. Rồi bây giờ Kai sẽ bỏ cái sữa chua vô. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ bỏ sữa chua vô cho các bạn coi nha. Ồ đúng ngọt luôn á. Oh my god. Trời ơi, mình báo quá các bạn ơi. Bỏ vô cũng không xong nữa. Bây giờ cái hộp này của mình, trời ơi là trời, ơi là trời. Khăn giấy, tôi cần khăn giấy. Trời ơi, báo quá chị báo rồi. Xin lỗi, báo quá. Để lâu cái nha quý vị. A few minutes later. Rồi, bây giờ là của mình là đã bỏ sữa chua vô, là mình thấy là nó cũng gọi là hơi núng na, núng nín rồi nha các bạn. Rồi. Đây là nó hơi thì bánh kẹo mọi người. Đây là cái nước cũng rất là bánh kẹo nha. Rồi, bây giờ tới sim nha. Okay. Coi sim là gì đây. Tung. Sao bà làm màu cái gì? Màu chứ, đấy. Ra. Sữa gạo. Wow, oh, sữa gạo. Sữa gạo chính là cái này nè các bạn ơi. Đây cho uống thử nha. Ê, của Sim là hơi bị heo thầy luôn á. Đúng rồi. Sữa gạo này người ta hay nói là gì ta? Uống vào buổi sáng rất là tốt các bạn à. Đó, tốt cho hệ điều lộn, hệ tiêu hóa đó. Ngon. Ngon quá à. Rồi xin đổ vô đi. Đổ như thế nào đây? Xin đổ à, chắc nào? Đổ một ít thôi. Ít thôi hả? Đúng rồi, thêm xíu nữa rồi. Ok chưa? Rồi, tôi thấy vậy là cũng được rồi đó. Cũng hợp lý đó. Ngon quá bạn ơi. Bây giờ của mình với là của Simi là cũng đã hơi đầy rồi nha. Nhưng mà thật ra mình thấy là cái của mình đẹp hơn. Thiệt không? Cái của tôi đẹp hơn đó. Cái này cho uống xin chạy nước miếng quá trời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món tiếp theo đó chính là Sô-cô-la Mr. Beast. Sô-cô-la của Mr. Beast. Wow. Đây là cái đúng nghĩa gọi là vương quốc bánh kẹo luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là sô-cô-la của Mr. Beast. Sô-cô-la ngon nhất thế giới nha. Đó. Đây là lời anh Mr. Beast nói chứ mình không biết nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ bẻ cái cục sô-cô-la này vô nha. Rồi. Cái thanh sô-cô-la của mình hơi nát xíu nha các bạn thông cảm nha. Nhưng mà giờ mình sẽ để vô đây nè, một thanh nè. Rồi sau đó là mình sẽ để vô đây thêm một thanh nữa rồi.
Vậy là chắc đủ nha các bạn ơi. Mình bỏ hai thanh sô cô la vô là thấy là cũng hơi nhiều rồi đó, hai thanh thôi nha. Rồi tiếp theo tới bà Sim đó. Rồi, ủa tức là mình phải dùng hết tất cả thứ lựa trên này luôn. Đúng vậy. Ồ, tới nó của mình nó heo thì chắc lát nữa hết heo á. Đúng rồi. Các nghĩ là nó không có heo đâu. Xin đừng có mong chờ. Ui, rồi, cái gì đây? Nước thạch. Ê! Rồi. Hết. Ê, quá. Hồi nãy giờ này là heo thì đúng không? Bây giờ bỏ vô cái nước gì vô là chắc chắn là cái vị của nó sẽ thay đổi luôn á. Ghê quá má ơi, trời ơi, đang heo thì xong trở thành con heo luôn thôi. Cái này tôi để ít thôi nha, đổ thôi nha. Ồ, đổ cũng vậy. Ghê quá. Ngọt nước quá. Ngon mà. Nó ngọt quá. Ồ, trời ơi. Các bạn ơi, bây giờ là nước của Simi từ màu trắng bây giờ nó qua màu hồng. Lưu ý nha các bạn, cái này các bạn không nên thực hiện tại nhà nha, ok? Đúng rồi, không nên thực hiện tại nhà nha quý vị. Cái này là thử thách thôi, đừng có làm tại nhà không là bị ba mẹ quánh đòn á. Mấy bạn nên cảm giác may mắn khi mà mình quyết định là không cho tương ớt rồi nước tương đồ vô nha. Chắc tại ba mẹ thấy lắm. Video này chắc ba mẹ mình cười dữ lắm. Rồi, tiếp theo là mình thôi thì mình bốc đại luôn đi. Kẹo dẻo. Wow. Cái này hả? Kẹo dẻo này chính là cái kẹo dẻo hình viên gạch nha các bạn. Rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ kẹo dẻo vô. Đây. Các bạn ơi nhìn nè, kẹo dẻo này nó có hình gọi là gì ta, viên gạch nè, block nè. Xinh thực sự luôn á, mình bỏ 1 nè, 2, 3, tiếp không ta? Cái có thể để thêm. 3 nè. 4 nè, 5 rồi, 5 viên kẹo dẻo nha. Tiếp theo là tới Sim. Chuối. Oh my god, chuối nha các bạn. Đấy, ok. Trời, em cho Sim ăn được không? Thèm quá. Thôi xin cắn miếng cũng được. Cắn miếng hả? Ừ đúng rồi, đây cái mỡ chưa? Đây cái mỡ đi. Đây để cái mỡ cho. Chuối này ngon nha bạn ơi. Các bạn thấy không, quả chuối nó xanh gọi là xanh mướt mướt luôn nè. Đó. Ủa nó vàng mà. À lộn, nó ý là nó chín á. Ngon quá. Các bạn không biết là chuối qua rất là nhiều rồi là gì ta? Sức khỏe. Ăn vô các bạn sẽ rất là khỏe đó, vì nó là một loại trái cây rất là tốt cho sức khỏe. Rồi bà ăn lẹ đi, trời bà nuôi quầy à. Không, mình là mình phải bẻ chứ. Đây. À. Rồi, ê, nhiều quá em vậy? Nhiều hả? Không, cả sợ Sim nhiều quá. Được, không, nhưng mà chắc ổn á. Sao? Nó nhiều quá mình sẽ bẻ một nửa. Rồi, tại vì cái quả chuối này nó rất là nhiều nha các bạn. Nên là mình nghĩ là bỏ ít ít thôi. Rồi, tiếp theo tới tôi nha. Ngon. Phô mai. Phô mai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với phô mai con bò cười. Phô mai con bò cười nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một cục thôi. Một cục thôi là đã quá nhiều rồi. Bởi vì phô mai nó rất là béo các bạn ơi. Mấy bạn không nên gọi là ăn phô mai quá nhiều nha. Đây là sẽ ăn kèm với bánh mì các bạn. Đây phô mai mình bỏ vô đây nè. Rồi xuống đi con. Rồi cái nước uống mình thành cái gì luôn rồi. Tôi không biết nó là cái gì nữa các bạn ơi. Okay. Rồi các bạn Sim. Tiếp. Sữa tươi. Sữa tươi. Ôi tính ra là hồi nãy đã có sữa gạo, bây giờ là sữa tươi nữa. Của tôi là của tôi là bánh flan. Trời ơi nó ngọt. Trời ơi nó ngọt. Trời ơi mình nghĩ là đây cái bánh flan của mình nha các bạn ơi, mình nghĩ là nó sẽ ngọt hơi bị điên đó. Ngọt điên. Nó ngọt điên. Đây là cái clip mà các bạn sẽ thấy nó ngọt điên. Đấy ok. Oh my god, nhìn cái bánh flan này nhìn thèm thiệt sự nha các bạn ơi. Đây nhưng mà cái sữa này không ngửi được mùi gì hết trơn á. Bây giờ tôi sẽ bỏ bánh lăng vô. Rồi ok. Ê tính ra của Kai bây giờ nhìn nó độc lạ bình dương quá à. Nhìn nó kiểu kỳ kỳ sao á. Nhưng mà may một cái là ở đây toàn là đồ ngọt thôi nha các bạn ơi. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không đau bụng nếu mà chúng ta không bỏ mấy cái gọi là độc lạ. Ví dụ như là tương, nước mắm. Độc lạ rồi đó. Thôi bây giờ cái xin bốc lá cuối nha. Ok. Rồi 3, 2, 1 bỏ đi. Sữa vitamin. Kẹo mắt. Sao mình toàn sữa vậy? Mình là được cái kẹo mắt này nè các bạn. Còn xíu là được sữa. Ok. Đây, Vinamilk. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái cục kẹo này vô nha. Trời ơi, tôi thấy là cái thử thách của tôi quá trời, quá đất rồi đó. Thử thách quá trời rồi. Của mình là sữa gì ta, sữa trái cây hay sao các bạn ơi. Đó, ok. Đây nè các bạn ơi, đây chính là kẹo mắt của chúng ta nha. Các bạn thấy được kẹo mắt nè, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Rồi, ok. Bây giờ Kai với Sim đã hoàn thành được gọi là với ta gọi là những cái thức uống kinh dị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xoay nó lên để coi là thành phẩm nó như thế nào nha. Let's go. Ok các bạn ơi, và đây chính là thức uống kinh dị của Kai, còn đây chính là thức uống kinh dị của Sim nha. Và các bạn lưu ý là các bạn không nên làm cái điều này ở nhà nha. Bọn mình chỉ đang gọi là thực hiện thử thách thôi nha. Nếu mà lỡ mà có vụ gì đó thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xoay lên để xem coi nó như thế nào nha. Sim chuẩn bị chưa? Ok. Hay là giờ Sim xoay trước, Kai xoay sao ta? Ok, xoay trước nha. Ok, 3 2, 1. Oh my god. Wow.
Thì tôi thấy nó chưa tan lắm, nào xoay thêm đi. Không, nó phải xoay như vậy, nó phải vừa vừa như vậy không? Ôi các bạn ơi, nó đang xoay rồi, các bạn có thấy được là bây giờ là nó thành nước uống luôn rồi nè. Rồi nó xoay nghiện rồi đó. Rồi bây giờ tới tôi nha, tính ra cái của tôi mới khó nè, tại vì á nè, của mình nó có bánh mochi tùm lum hết á. Rồi 3, 2, 1. Oh my god, của mình do nó có bánh các bạn nên là nó xoay hơi khó xíu nha. Ê sao nó còn cái kia viên kẹo dẻo đây đúng nè. Đúng rồi, à kẹo dẻo sao xoay được. Dạ không xoay được đâu. Không sao, thì cố gắng các bạn ạ. Sợ. Người có thể làm được mà. Tôi cố lên cậu ơi, tôi tin cậu làm được mà. Cái nước của Kai bây giờ nó không phải là nước nữa Sim, nó là cái gì luôn rồi đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Rồi. Tôi nghĩ là mấy bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ không uống đâu các bạn ơi, bởi vì cái mùi của nó. Cái mùi của nó ghê lắm các bạn ơi. Tuy là nó đồ ngọt thôi, nhưng mà nếu mà các bạn trộn lại thì bây giờ là nó ra cái thức uống vậy nè. Ok, mình nếm thử. Nó có uống. No. Nó kinh vải chuối luôn các bạn. Oh my god, mình ban đầu mình còn định gọi là cho thử thách gọi là nước tương, nước mắm, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó rất là gớm luôn á. Giờ chết luôn đó. Thôi các bạn ơi, mình nghĩ là chắc là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Mấy bạn không nên thực hiện điều này ở nhà nha, mình nhắc lại lần cuối đó. Ok, và trước khi kết thúc video này thì các bạn đừng quên là giúp cho video này của tôi đạt được 5.000 like. Và nếu mà bạn nào có những thích nào là hay hơn nữa thì đừng quên là để lại bình luận dưới, mình sẽ thả tim và cho các bạn lên TV nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Peace.